Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Hôm nay có sự hiện diện đặc biệt của nhiếp ảnh gia Thanh Miền đến với nhà chúng tôi để chụp một số những hình ảnh. Anh là một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Yên Bái và đang công tác tại báo Yên Bái. Và đây là cái cột mốc chủ quyền. Hôm nay ông cũng tham dự vào cái lớp học tiếng Anh của ông James McBride. Và bây giờ là cái lớp tan học thì bây giờ ông muốn có một vài cái bức ảnh để chụp chung với lại I will take a picture from here and I will send it to mine and buy this, okay? Rồi. Đấy, đấy, đó, theo đạo diễn của Thanh Miền nào. Cháy đầu rồi à, nắng quá à. Rồi, con cầm cuốn sách rồi. Daddy, you look up in the books, the textbook. Bây giờ chỉ cần một sách thôi. Ok. Rồi. Rồi bây giờ là cho các con đứng cùng một phía nha. Đứng một phía đi. Sát kéo với ông. Đây, đây là những cái hình ảnh đang được anh Thanh Miền. Cháu cầm sách bên này. Bên này. Để hướng bên này mà. Ừ, đấy, đấy. Đó, rồi các con nhìn vô. Nhìn vô nhá. Cháu nâng cái xe, cái này cao đi. Đấy. Đó, mấy ảnh này là giá trị đấy. Không dễ gì có được cái cột mốc chủ quyền mang từ Trường Sa về đây đâu. Và nhiếp ảnh gia Thanh Miền là đang tác nghiệp ghi nhận những cái hình ảnh trên Can you point your finger in there? Alright. Tự nhiên. Thầy bảo anh bảo cho thầy cứ tự nhiên nhá. Vâng. Alright. It's good. Hay quá. Hay quá. Được không? Ok. Rồi. Và xin một cái bức hình chung với lại nhiếp ảnh gia. Dạ, ok. Đã có. Rồi, đã chụp rồi, xong. Dạ. Đây là cái hình ảnh thứ hai mà anh Thanh Miền đang hướng dẫn các cháu chụp chung với lại ông James McBride. Đây là những cái hình ảnh rất là hiếm hoi khi một người Mỹ đến chụp chung với lại các cháu. Vâng. Đấy. Bác cái sờ đi. Đấy. Có cầm cuốn sách không ạ? Không, tí nữa lấy sách cho chụp trước. Rồi. Bây giờ anh bảo với thầy là nói chuyện với chúng với các cháu. À. Chút chưa. Con nhìn về hướng ông đi. Thầy nhá. Đây là hình ảnh thứ hai. Đây là ông đang nói chuyện với các cháu, chia sẻ về cái những cái lịch sử về biển đảo của chúng ta. Và các cháu cũng đang lắng nghe ông. Cháu đang đứng nghe, lắng nghe. Dạ, lắng nghe. About yourself. Talking something about yourself. And just, Đây, ông Đông đang nói chuyện với các cháu. Và nhiếp ảnh gia của chúng tôi là chụp lia lịa. Vâng, được cuốn sách. Rồi, and the book, and the textbook. Now. Cho nó nhiều kiểu. Không, anh đưa cho ông cái quyển sách này mới có sách tiếng Anh á, vâng. Rồi, rồi, ok. Các cháu hướng về ông nhé. Anh muốn nói ông như nào? Dạ. Rồi, để nhìn thấy cái cháu này đứng lên.
đứng lên. Đúng rồi. Cháu này đứng lên ngó vào đây. Đứng lại nói đây, đúng rồi, hai cháu. Ok. Đấy. Ừ. Đấy. Ừ. Bây giờ chúng tôi mới xem là cái cách hướng dẫn làm việc của nhiếp ảnh gia Thanh Miền để có một cái bức ảnh đẹp và ý nghĩa trên báo chí thì chúng ta cũng cần có những sự sắp đặt như thế nào cho nó phù hợp. Vâng. Ừ. Dạ, dục dạ, ok. Đấy, chúng phải phải ý tứ khi mà chụp hình. Rồi. Cứ tự nhiên nhá. Một cháu tay giờ chỉ vào đấy. Giờ một tay chỉ vào, con chỉ vào. Một tay chỉ vào, một tay cháu, một cháu. Con bên ngoài chỉ vào cũng được. À, con chỉ ngoài chỉ vào. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Bên trong chỉ đi. Bên trong chỉ đi. Đó, đúng rồi, beautiful. Đẹp quá. Đấy. Hay quá. Rồi rồi rồi, quá được. Xong rồi. Rồi. Done. Ready, already. Good. Very good. Đến nhân thể này đến lần đến phần thứ ba là anh Thanh Miền sẽ có máy chuyên dụng để ghi hình. Vâng, để chụp cho mẹ Ngọc Mai một cái bức hình đẹp. Đây, đây là phần thể hiện bức chân dung. Đấy, có cái gió này rất là hay. Đấy, à, đấy ông còn để ý tới cái gió. Chị cười tươi tí ạ. Vâng. Lại đứng sang bên này một tí ạ. Dạ vâng ạ. Bên này. Tí nữa, tí nữa. Lùi tí nữa. Đấy, rồi, đấy. Rồi, đấy. Đấy, cái này là không đi ra ngoài Trường Sa mà vẫn có những hình ở Trường Sa. Đó là cái điều độc đáo. Vâng. Rồi, ba nhá. Rồi thay ống kính. Dạ. Yeah. Mom kia anh chị, ông thay khoảng chừng 25 cái ống kính khác nhau. Thay phải 25 phút mới xong chứ. Thế à? Đó, chụp chụp tê lê rồi chụp các kiểu chứ vậy đến đâu. Đấy, như vậy là quý vị thấy là cột mốc Trường Sa ở nhà Lê Lê. Lê Lê House sẽ trở thành một cái điểm check-in của rất nhiều người. Mẹ sát ở đây tí nữa để cho con chụp cái chân dung. Quá đẹp. Rồi, dạ. 2 3 cái nữa, 2 3. Rồi. Ừ. Đó. Đấy. Đúng rồi. Đấy. Vâng, đã được, đã xong. Vâng, người mẫu Ngọc Mai đã thể hiện hết sức của mình. Trời, thời tiết buổi chiều nó hơi nóng. Trò chuyện với nhiếp ảnh gia Thanh Miền bên cột mốc chủ quyền Trường Sa có thể nói là một trong những cái cơ duyên của chúng tôi, mặc dù là không cùng với lại anh Thanh Miền đi Trường Sa một chuyến, nhưng mà tôi biết là trong năm nay anh đã tham gia một chuyến đi dành cho những cán bộ nghệ sĩ nhiếp ảnh đi ra Trường Sa, và bây giờ là chúng tôi đã mang được cột mốc Trường Sa về tới Yên Bái tại sân nhà của Lê Lê House. Hôm nay chứng kiến cái buổi làm việc của anh chụp hình ông James McBride với các cháu học tiếng Anh ở nhà, và đồng thời anh cũng đã có những cái bức hình chụp các cháu học sinh với lại ông James. Tôi rất là vui và tôi muốn chia sẻ một chút cái câu chuyện của tôi với anh Thanh Điền. Xin chào anh ạ. Thấy vất vả quá khi có một bức ảnh đẹp, cũng phải thực hiện rất nhiều những cái việc để mà sắp đặt, đúng không ạ? Anh nói một chút về cái việc mà anh đi ra Trường Sa đi anh. Kính thưa các bạn, và cảm ơn nhà báo Trường Lê, tức là Thanh Miền thì cũng rất là vinh dự trong toàn tỉnh được đi một chuyến công tác tại Trường Sa.
là đúng dịp ngày 15 tháng 4 cũng là ngày sinh nhật của tôi tròn 59 tuổi. Và chung thế thì rất vui, đoàn công tác rất là hồ hởi phấn khởi, và lãnh đạo đoàn công tác cũng như đoàn công tác số 4 của Bộ Tư lệnh Hải quân được đi ra Trường Sa thì anh em ở trong đoàn cũng như các đoàn khác là rất là vui mừng và phấn khởi, và là cái niềm tự hào của người dân Việt Nam đối với Tổ quốc, đối với Trường Sa thiêng liêng của Việt Nam, đối với Trường Sa thiêng liêng của cá nhân Thanh Miền và cũng như là của toàn xã hội đều rất yêu quý và quý mến Trường Sa để bảo vệ được cái Trường Sa đó. Cho nên là các người lính biển, các đồng chí chiến sĩ ở đảo Hải quân, ở Trường Sa, ở các đảo Song Tử Tây, đảo Đá Nam v.v. và họ rất là kiên trì, dũng cảm và luôn luôn chấp hành tốt các đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, và cũng là luôn luôn những là chiến sĩ hy sinh thầm lặng vì biển đảo quê hương của Tổ quốc. Và cũng là nhân cái dịp hôm nay thì mặc dù nhà báo Trường Nguyễn cũng đã đi công tác Trường Sa cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà Thanh Miền đi một lần thì hôm nay rất là vinh dự được biết rằng là nhà anh Trường Nguyễn, tức là nhà báo Trường Nguyễn Lê Lê, tức là có cái Trường Sa. Tôi vẫn thấy rằng là mình đi rất nhiều nơi nhưng mà về ở Yên Bái này là hôm nay về đúng thành phố Yên Bái là có Trường Sa ở trong lòng thành phố. Thế là niềm tự hào của dân tộc, niềm tự hào của các bậc cha mẹ phụ huynh và nhất là các em học sinh sẽ không đi được ra Trường Sa để các em những ngày lễ, ngày nghỉ hoặc là đi học, mà đây là nhà báo Trường đây lúc nào cũng mở rộng cánh cửa cho đón khách đến đây để tham quan cái cột cờ Trường Sa này. Vâng, cột mốc chủ quyền Trường Sa. Theo tìm hiểu thì chúng tôi cũng được biết là chính báo Yên Bái, tức là cơ quan mà anh Thanh Miền đây đang làm việc công tác, cũng có một cái cột mốc Trường Sa ở xã Nà Hậu, và cái nơi đó cũng là một cái điểm trường mà có rất nhiều những cơ hội cho các cháu ở vùng cao tìm hiểu và học hỏi về cái cột mốc Trường Sa của chúng ta thông qua lịch sử hình ảnh. Nhưng mà hỏi thêm một chút về chuyến đi ra Trường Sa thì chắc là anh cũng thu nhặt về nhiều cái kết quả tốt qua những cái bức ảnh đẹp đúng không ạ? Anh có thể nói đôi chút về cái việc tác nghiệp của anh ở Trường Sa như thế nào ạ? Nói chung là đi ra Trường Sa thì đúng là anh em tất cả, từ cả anh em trong chuyến đi cũng như anh em đi tác nghiệp thì cũng là vất vả. Tôi thì cũng là rất là vinh dự hơn một anh em trong đoàn. Thì và đúng dịch Covid thì là một anh em ở trong đoàn lại dịch Covid nên là ở lại đất liền không đi được. Thế và tôi thì được ra nhưng mà cũng không đến được hết các đảo, bởi vì là ra ngoài ngoài biển ấy thì dính Covid ở trên tàu, thế phải nghỉ mất 4 ngày và uống thuốc điều trị ở trong thuyền. Và các đồng chí lãnh đạo Hải quân cũng như là bộ đội Bộ Tư lệnh Hải quân luôn luôn tận tình chu đáo, mang quà rồi mang thuốc các thứ đến để giúp cho chúng tôi được uống thuốc cho nhanh khỏi, để đi sáng tác được và để đi chụp ảnh ghi lại những hình ảnh của biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nên là những hình ảnh đó thì chúng tôi cũng về cũng đã tuyên truyền trên các báo chí trung ương và địa phương, cũng góp phần nào nhỏ bé về để quảng bá những hình ảnh của mình đối với trong nước và quốc tế. Vâng, thì những cái hình ảnh nào hay là ở những cái điểm đảo nào mà anh cho rằng anh xúc động và anh đã ghi lại những cái khoảnh khắc để có thể là phổ biến, giới thiệu cho người xem xem? Nếu mà biển đảo thì nó cũng rất là nhiều lắm, nhưng mà dấu ấn thì tôi đi được có mấy biển đảo. Thứ nhất mình đến Song Tử Tây thì cũng đấy là cái thiêng liêng của Tổ quốc, cũng rất là, bởi vì đi anh em đi đảo thì đều phải đến đây trước. Sau đó đảo Đá Nam và đảo Trường Sa thì đấy là vừa rộng lớn và vừa uy nghi, vừa là tất cả đều là uy nghi cả, như đấy không, nó rất là và có những cái lúc mà tránh bão, vẫn bến để tránh bão cho thuyền tàu tránh bão, thế được bảo vệ an toàn. Thế và nữa là các chiến sĩ cũng như là trên đấy thì cũng trồng được cả cái cây xanh để cho các chiến sĩ nuôi lợn nuôi gà để được cho các chiến sĩ tăng thêm cái phần của đất liền góp công vào đấy. Và nữa là cái mà giàn khoan thì
cũng là quá tuyệt vời, là vì giàn khoan là... tức là anh lên được giàn khoan không lên được giàn khoan như ở thuyền. À, thuyền thì nghe những cái vòi rồng phun nước của mình và tạo lên những cái sức mạnh Việt Nam, cũng như là những cái lời dẫn ở đấy là biển đảo thiêng liêng, biển đảo của Việt Nam là không có ai bất kể xâm phạm được. Cho nên là đấy, từ những thế mà truyền tải được các cái thông tin thông điệp đối với anh em chúng tôi, nên là rất là vinh dự và tự hào. Chỉ tiếc rằng là thế, tôi bảo là tôi đi một chuyến này về, nhưng mặc dù mình chưa đi được hết nhưng rất muốn có chuyến nữa để đi. Dù là say sóng, vâng, nhưng sau đó là thôi, say sóng trong đó là mình một ngày đầu tiên, sau đó là thôi không về được. Vâng. Chỉ có bị Covid thôi. Vâng. Người ở miền cao đi biển thì say sóng, và chuyến của tôi đi vừa rồi tháng 5 cũng hầu hết các người trên đảo, trên tàu đều bị say sóng, kể cả tôi. Tôi là ít say lắm, nhưng cũng bị say, bởi vì cái tháng 5 là nó cũng nhiều sóng. Và quý vị có thể xem rất nhiều những hình ảnh đẹp của anh Thanh Miền chụp ở vùng Tây Bắc. Hầu hết những cái bức ảnh đó đoạt nhiều cái giải thưởng, và báo chí ở khắp nơi trong khắp vùng miền thì là đã nhìn thấy những tác phẩm của anh chụp về ruộng bậc thang, đời sống của người dân tộc vùng cao. Và sắp tới đây là có những bức ảnh chụp một ông người Mỹ với các cháu. Nhưng mà những cái bức ảnh về biển đảo thì tôi cho là cũng rất đặc biệt, bởi vì với cái góc nhìn của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp như anh Thanh Miền thì chắc là sẽ có nhiều người cũng hưởng ứng lắm. Anh rất là chú tâm chụp vào. Về con người thì sao anh? Anh có chụp các người lính nhiều không? Cũng có chụp các người lính. Vâng. Có chụp cả các chiến sĩ đang bảo vệ gác bọc súng, đồ gác thứ. Mặc dù là có những cái thứ mà mình không thể tuyên truyền được. Vâng. Nhưng mà nhiều khi là thấy là các anh em chiến sĩ, bộ đội chiến sĩ của mình, Việt Nam mình, vâng, rất là vất vả mà rất là năng động và nhiệt huyết với công việc. Vâng. Vì hết bảo vệ quê hương tổ quốc. Dạ vâng. Đó là những cái hình ảnh mà như người ta nói là một bức ảnh là bằng 1000 lời nói. Cho nên là tôi tin rằng quý vị xem ảnh của anh Thanh Miền về chụp về biển đảo trong cái đợt vừa qua sẽ có nhiều cảm xúc hơn nữa. Trở lại với cái cột mốc chủ quyền ở Trường Sa này, hôm nay thì anh nói một chút về cái việc anh muốn ghi nhận cái hình ảnh một ông Tây với lại các cháu đang học tiếng Anh nói về biển đảo như thế nào. Anh có thể nói một chút ạ? Về cái cột mốc này thì đúng là trong lòng thành phố rồi. Vâng. Thế thì và có một người Mỹ đến đây giảng dạy cho các cháu học sinh của tại thành phố mình thì cũng là rất là tự hào. Mà thấy là giảng mà vào thực tế, đúng vào thực tế luôn, là vì đến đây cột mốc của mình đây, thế là các em học sinh vừa đến đây, thầy vừa dạy, vừa tôn vinh cái vẻ đẹp của con người Việt Nam, về dũng cảm, về hiền hòa và luôn luôn có đạo đức tác phong. Vâng. Như học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đúng rồi. Rất là tuyệt vời. Vâng. Được. Mà hôm nay tôi thấy xong cái này thì biết là xong từ hôm qua, nhưng hôm nay mới phải đến bằng được thì thôi. Vâng. Đáng đến và bây giờ đến, nhưng mà nó hoành tráng và uy nghi. Dạ vâng. Anh đã xem những cái cột mốc ở ngoài Trường Sa. Xem rồi. Vâng ạ. Anh thấy xem và chụp nhiều rồi. Cái có thể là cái kích thước của nó nhỏ hơn, nhưng mà chúng tôi cũng đã rất tôn trọng cái nội dung, hình thức, màu sắc luôn và ánh sáng các thứ là rất là đẹp và long lanh. Đúng là thể hiện là thành phố mình có được như này là tự hào, mà chắc chắn rằng là không những mà hôm nay, nhưng mà chắc chắn thành phố Yên Bái sẽ lãnh đạo thành phố Yên Bái, tỉnh này sẽ luôn luôn quan tâm và sẽ phải đến đây ngắm tham quan của nhà báo Trường Nguyễn. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh. Và kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi đang trong cuộc nói chuyện với lại anh Thanh Miền, nhiếp ảnh gia của báo Yên Bái. Và điều mà mong muốn nhất của chúng tôi là được mang Trường Sa gần với lại đất liền, nơi mà ở một cái vùng sâu vùng xa như là Yên Bái, một cái tỉnh miền núi, nhưng chúng ta cũng có thể học được lịch sử như thế này. Và ngày hôm nay cũng xin kể cho quý vị nghe, đó là cái ngày học mà của ông James McBride, học về lịch sử anh ạ. Vâng. Trao đổi về lịch sử, tức là ông dùng tiếng Anh để khơi dậy cho các cháu nói về lịch sử, niềm tự hào của các cháu về lịch sử Việt Nam, trong đó có cột mốc chủ quyền này. Vâng. Có thể nói là hôm nay anh cũng tham dự cái buổi học, nó là trao đổi thì đúng hơn, tại vì các cháu đến thì cũng khuyến khích cho các cháu nói được những cái điều gì bằng tiếng Anh với nhau. Cho nên là rất là vui hôm nay được trò chuyện với anh.
Rồi hy vọng là chúng ta sẽ có những bức ảnh đẹp không ạ? Vâng. Hy vọng là như thế. Cảm ơn cuộc nói chuyện với anh Thanh Miên. Cảm ơn nhà hàng Trương Nguyễn. Và hy vọng là chúng ta sẽ có một chuyến đi Trường Sa nào đó trong tương lai nếu có thể được. Đi anh... thật nhiều nữa. Vâng, nhiều nữa. Vâng. Vâng, xin cảm ơn anh nhé. Vâng ạ. Cảm ơn. Xin ạ. Chào quý vị khán giả. Vâng, đây là nhiếp ảnh gia Thanh Miền đang sử dụng flycam để ghi nhận cái hình ảnh cột mốc chủ quyền. Đây, cái tiếng vù vù đó là chính là cái flycam đã bay lên trên góc nhà của chúng tôi. Đây, qua không ảnh là chúng ta thấy cảnh của nhà chúng tôi như thế nào đây, thưa quý vị. Đấy. Nhà video cũng đúng đó. Đây này. Đấy. Có cả máy đi nữa. Vâng. Anh dùng lên đó là bắt đầu cái hình nào góc nào mà anh ưng ý là anh sẽ chụp luôn. Bây giờ tôi mới hiểu là những cái bức ảnh rất đẹp chụp ở thác Bà, ở những cánh đồng lúa ruộng bậc thang đã được sử dụng flycam. Để anh với cái góc nhìn vừa ý của nhiếp ảnh gia Thanh Miền thì anh sẽ dừng lại và anh chụp ngay góc đó. Đây, tôi cũng chưa được hình dung cái nhà của mình nhìn từ trên cao như thế nào. Và bây giờ qua flycam của anh đã chụp được cho chúng tôi. Đây, quý vị xem. Đấy. Đây. Đấy, thưa quý vị. Đó, sao lại như thế? Dân tộc để yêu thương tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày